cái lục nữa các bạn. Đậu chưa hết rồi mọi người. Chăng nó không đậu được thì thôi các bạn. Nhưng nó nhỏ quá có khả năng nó đậu từ một và trái là nhiều. Nhưng mà mình cũng hy vọng nó đậu nhiều. Nếu mình ở đây Chúa có thể tỉa nó chặt những trái đẹp này lại.
được cái là qua Thái Lan chỉ là nó là ví dụ cái gai của mình. Đấy, đây là những loại gai heo siêu đấy. Các bạn tôm nữa các bạn, nó bán giá rất là ok các bạn. Tụ tập chợ ở đây thì khoảng 10 giờ đến 11 giờ thì tan nha các bạn. Giờ thứ cuối tuần thì tan chậm hơn, còn đầu tuần thì giờ thứ ba thì họ tan sớm hơn, tại vì ngày đó là hầu như người ta đi làm á, ít người đi chợ hơn. Là bắt các bạn. Ngọt quá các bạn ơi. Ăn cái nữa nha. Mình nếu mà muốn ăn trái cây Thái Lan ngon đó các bạn, giờ rẻ nữa thì các bạn sẽ đi du lịch Thái Lan vào tháng mà đầu tháng 5 nha các bạn, cho đến tới tháng 9 nha. Là phải nói là đúng là thiên đường trái cây luôn á. Okay.